Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Phát. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trong cái chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sàn Binance này là gì. Và đây sẽ là cái nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu các bạn ha. Và đầu tiên, đó là sàn Binance này là gì? Sàn Binance được thành lập vào tháng 7 năm 2017 bởi CEO Chan Ben Zhao, hay còn gọi là CZ. Anh ta là cựu quản lý của bộ phận phát triển tại blockchain.com, là nhà đồng sáng lập và quản lý kỹ thuật tại sàn giao dịch OKCoin. Ở cái vòng gọi vốn ICO, tức là chào bán đồng tiền điện tử lần đầu, thì sàn Binance đã thu về là 15 triệu USD và có hơn 20.000 lượt đăng ký tài khoản. Lúc mới thành lập, sàn Binance có trụ sở tại Trung Quốc. Tuy nhiên, khi quốc gia này thắt chặt cái quy định về tiền mã hóa, thì đến thời điểm hiện tại, trụ sở chính của sàn Binance là ở đảo quốc Malta, là cái thiên đường của khởi nghiệp crypto và cái đồng coin. Tổng quan về cái sàn Binance này thì là một cái sàn giao dịch về tiền điện tử lớn nhất thế giới, 1,2 tỷ USD được giao dịch mỗi ngày theo cái thống kê của CoinMarketCap. Cái tốc độ xử lý là 1,4 triệu giao dịch trên mỗi giây. Hiện tại trên sàn là đang có 466 cặp giao dịch. Và sàn Binance này có một cái hệ sinh thái đa dạng và rộng lớn, như là cái sàn phi tập trung Binance Dex, blockchain riêng đó là Binance Chain, cái ví di động là Trust Wallet, và cái Binance Lab là chuyên đầu tư và hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp về coin, về crypto. Sàn Binance này nó cũng có một cái đồng coin riêng của nó, đó là cái đồng BNB, với cái giá hiện tại là tương đương với lại 21,29 USDT. Và đặc biệt là các bạn có thể dùng cái đồng BNB này để giảm đi các chi phí giao dịch. Mình sẽ cho các bạn xem qua về cái hệ sinh thái của sàn Binance này ha. Đây là hệ sinh thái của sàn Binance nè các bạn ha. Nó bao gồm là sàn giao dịch nè, rồi tài liệu kiến thức về blockchain và crypto, rồi môi giới, rồi tổ chức từ thiện trên blockchain, rồi xây dựng các sàn giao dịch cho doanh nghiệp. Còn Binance Dex là sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung, nhanh và an toàn, rồi thông tin về các tiền điện tử. Lab là ươm mầm cho các dự án blockchain hàng đầu, nó như là hỗ trợ và đầu tư về những cái dự án khởi nghiệp blockchain đó các bạn. Rồi nền tảng phát hành token, rồi có những cái phân tích báo cáo cấp doanh nghiệp, và cuối cùng đó là Trust Wallet, đó là cái ví tiền mã hóa chính thức của Binance. Cái ví này nó cũng khá là nổi tiếng và mình sẽ có một cái video riêng để nói về nó, các bạn nhớ đón xem ha. Tiếp tục thì sàn Binance này hỗ trợ đa ngôn ngữ và có một cái đội ngũ hỗ trợ cùng cái kênh Telegram tiếng Việt. Như vậy là các bạn có thể sử dụng sàn Binance này một cách dễ dàng mà không gặp trở ngại về ngôn ngữ rồi. Đây cũng là một cái sàn được đông đảo anh em trader tham gia đó các bạn ạ. Thì mình qua xem các bạn ha. Để mà thay đổi cái ngôn ngữ trong cái sàn Binance thì chúng ta vào đây, cái góc trên bên phải của màn hình. Nó có rất là nhiều ngôn ngữ nha các bạn. Và thể hiện cái tiền tệ của quốc gia tương ứng nha các bạn. Rất là thuận tiện để cho chúng ta theo dõi. Sàn Binance này nó có một cái quỹ để bảo vệ tài sản người dùng, hay còn gọi tắt là SAFU. Các bạn cũng có thể mua các đồng coin bằng thẻ tín dụng Visa hay là Mastercard. Và sàn Binance này nó có một cái chương trình hoa hồng dành cho người giới thiệu thành viên lên đến là 40%. Cái phí giao dịch cơ bản đó là 0,01%. Tuy nhiên, nếu như các bạn dùng BNB để làm phí giao dịch thì nó sẽ giảm chi phí xuống còn 0,075% hoặc là thấp hơn. Hiện tại, sàn Binance này đã có app trên Android lẫn iOS. Một số vấn đề mà mình cần lưu ý với các bạn khi mà các bạn tham gia vào cái sàn Binance này, đó là do cái sàn này là cái sàn lớn nên được cái sự quan tâm rất là nhiều của giới hacker. Do đó, mình không khuyến khích các bạn giao dịch bằng thẻ Visa hay là Mastercard. Và các bạn cũng nên chỉ giữ một số coin vừa đủ để mà các bạn có thể giao dịch trên đó thôi. Khi mà các bạn sử dụng cổng API á, thì các bạn chỉ nên cấp cái quyền giao dịch và chép thông tin tài khoản. Còn nếu như không thì các bạn không nên sử dụng. Vì trước đây đã có cái tình trạng là hack cái cổng API này để lấy cái Bitcoin. Và cuối cùng đó là nếu như các bạn đã tạo tài khoản thì mình khuyên các bạn nên KYC và dùng cái bảo mật 2FA ngay để mà bảo vệ cái tài khoản của các bạn ha. Rồi mình sẽ tiếp tục nói về cái phí giao dịch. Thì cái phí giao dịch này nó phụ thuộc vào các yếu tố sau. Thứ nhất đó là cái mức VIP của các bạn. Thứ hai, có dùng BNB làm phí giao dịch hay không. Và cái thứ ba đó là được hoàn tiền hoa hồng từ người giới thiệu, đồng thời các bạn dùng BNB để làm phí giao dịch thì cụ thể như sau. Đây là cái trang chính thức
về biểu phí giao dịch của sàn Binance nha các bạn. Khi các bạn tạo tài khoản lần đầu thì các bạn ở mức VIP 0. Để nâng lên mức VIP 1 thì chúng ta cần phải giao dịch thêm 50 Bitcoin trên cái nền tảng spot, hoặc là phải thêm 250 Bitcoin trên cái nền tảng là future, và các bạn phải tăng cái số lượng BNB nắm giữ trong tài khoản của các bạn lên thêm 50 BNB. Cái khối lượng giao dịch nó sẽ tính trong 30 ngày nha các bạn. Các bạn lưu ý là nhớ gạt cái nút chỗ này sang màu xanh để mà chúng ta sử dụng BNB để giảm cái phí giao dịch, giảm tới 25% nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ xem cụ thể cái mức phí giao dịch ở từng cấp VIP như thế nào. Đầu tiên, ở mức VIP 0, cái khối lượng giao dịch trong 30 ngày là thấp hơn 50 Bitcoin, hoặc là không nắm giữ số lượng BNB nào thì các bạn sẽ chịu cái phí giao dịch đó là 0,1%. Trường hợp các bạn có BNB và sử dụng nó thì các bạn sẽ được giảm 25% phí giao dịch. Và tiếp nữa, nếu như sử dụng BNB và được hoàn tiền từ cái người giới thiệu thì các bạn sẽ được giảm lên đến là 45% nha các bạn. Còn ở mức VIP 1, cái khối lượng giao dịch trong 30 ngày là trên 50 và các bạn nắm giữ trên 50 BNB thì ở mức cơ bản nó sẽ giảm xuống là còn 0,09%. Nếu sử dụng BNB thì sẽ giảm tiếp còn 0,67%. Và nếu có người giới thiệu đồng thời sử dụng BNB thì sẽ giảm xuống còn 0,54%. Tương tự ở các mức VIP khác thì cái số lượng nắm giữ, số lượng giao dịch nó sẽ cao hơn và cái mức phí nó sẽ giảm nhiều hơn các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ cùng xem tiếp cái phí của lãi suất vay margin. Ở mức VIP 0, lãi suất vay hàng ngày, mình nói về cái đồng USDT trước thôi, đó là 0,075%. Ở VIP 1 thì đó là 0,07125%. Tiếp tục là cái mức phí giao dịch của cái hợp đồng USDT. Tiếp tục chúng ta xem cái mức giao dịch hợp đồng con như thế nào ha. Và chúng ta sẽ xem qua cái phí nạp rút trong cái sàn BNB này. Thì khi các bạn nạp tiền hoặc nạp con từ cái ví khác thì không có chịu phí nạp tiền. Còn khi các bạn rút thì tùy vào từng loại cái đồng con và theo cái tiêu chuẩn nào thì nó sẽ có mức phí tương ứng như vậy các bạn ha. Như vậy, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu tổng quan về cái sàn Binance này với các tính năng hiện có của nó, cùng cái hệ sinh thái nó như thế nào và các chi phí giao dịch ra sao. Nếu như các bạn quan tâm muốn tạo tài khoản trên cái sàn giao dịch này thì các bạn có thể đăng ký theo cái đường link giới thiệu của mình. Mình để phía dưới video này. Mình cũng lưu ý với các bạn đó là mình hoàn toàn không khuyến khích các bạn tham gia. Khi mà các bạn chưa có kiến thức, các bạn chưa có tìm hiểu kỹ về thị trường crypto, về đầu tư tiền ảo, về các sàn giao dịch, vì đây là một thị trường đầu tư mạo hiểm và nhiều rủi ro. Còn trường hợp các bạn đã có kiến thức, các bạn đã có tìm hiểu rồi, nhưng mà các bạn cần những thông tin chính xác và kịp thời, thì các bạn có thể tham gia vào group Telegram theo cái đường link mình để phía dưới đó. Thì chỉ với chi phí là 50 đô cho một năm, nó không có mắc nha các bạn. Nhưng mà các bạn sẽ có những cái thông tin hữu ích để các bạn có thể đưa ra những cái quyết định đầu tư chính xác cho mình. Đây là cái group mình nói nha các bạn. Và khi các bạn tiến hành đăng ký thì các bạn hãy nhập cái mã giới thiệu của mình vào để mà được giảm giá từ 1,5 triệu xuống còn 1,2 triệu nha các bạn ha. Trường hợp nếu như các bạn gặp khó khăn trong cái việc tạo tài khoản, các bạn có thể chờ cái video kế tiếp của mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chi tiết, cụ thể, rõ ràng. Các bạn nhớ đón xem và đừng quên bấm nút đăng ký để nhận cái thông báo sớm nhất nha các bạn ha. Nếu các bạn cảm thấy video này là hữu ích thì hãy tặng một cho mình một like để động viên tinh thần làm tiếp những video mới, đưa đến cho các bạn những thông tin hay hơn, hữu ích hơn nữa. Cảm ơn các bạn nhiều ha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.